Bây giờ là bản tin thời tiết trên kênh VTV5. Kính chào quý vị và các bạn. Sang tuần mới, mưa ở Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ lùi về chiều muộn sau 15 giờ. Diện mưa cũng giảm xuống còn vài nơi, chủ yếu xảy ra ở miền Tây Nam Bộ và phía Nam của Tây Nguyên. Dự báo là ít điểm mưa lượng khá, thế nhưng trong cơn dông vẫn có khả năng xảy ra gió giật và sấm sét. Mưa giảm, thay vào đó nắng sẽ lên nhiều hơn ở Tây Nguyên và Nam Bộ vào ngày mai. Nhiệt độ cao nhất tại thành phố Hồ Chí Minh và nhiều nơi khác là từ 31 đến 34 độ. Riêng thành phố Biên Hòa chạm ngưỡng nắng nóng 35 độ. Với khu vực Tây Nguyên, nhờ lợi thế địa hình cao, thế nên là nhiệt độ các thành phố thuộc khu vực này không vượt quá 32 độ. Với Nam miền Trung thì ngày mai mưa chỉ xuất hiện cục bộ về chiều tối, còn chủ đạo trong ngày là nắng. Nhiệt độ cao nhất của các thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Phan Thiết là 29 đến 33 độ. Trong khi đó thì miền Bắc và Bắc miền Trung thì ngày mai mưa rông vẫn có thể xảy ra bất chợt, đan xen với những khoảng tạnh ráo hoặc là có nắng. Nhiệt độ cao nhất ở thủ đô Hà Nội và nhiều thành phố khác trong khoảng nhiệt là 29 đến 32 độ. Chuyển sang thời tiết biển, đêm nay và ngày mai cũng cảnh báo mưa rông dễ đi kèm theo lốc xoáy và gió rất mạnh cho ngoài khơi của huyện đảo Trường Sa. Trái lại, huyện đảo Hoàng Sa thì ít mưa, ngày mai khu vực này có nắng, gió cấp 4 và tầm nhìn xa trên 10 km. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước vào ngày mai.